Đó các bạn đợi chút. Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, có thể đây là một bí kíp và cũng có thể đây là một cách mà thợ hay làm để có thể mông má để bán đồ. Nhưng đầu tiên mình rất muốn là các bạn không làm nó và làm theo mình bất kể với một hình thức nào, có thể là sẽ đắng ngắt và không được kết quả gì đâu. Vì vậy là khuyến cáo các bạn trước là không làm theo nhé. Đây là một cái men đang lên hình này, các bạn nhìn vào đây này. Đó, đang lên hình bình thường, chạy bình thường này nhé. Thường thì những cái men mà chạy chập chờn hoặc là núc lên núc không hoặc không lên hình và một cách bí quá thì chúng ta có một cách đơn giản, đó là các bạn bỏ tiền ra mua men. Không, các bạn có thể tự sửa ở nhà được nhưng nó có tỷ lệ rủi ro. Nhưng mà cái quan trọng nhất là của chúng ta đã đang chết, đúng không ạ? Đang chết thì chúng ta cũng chấp nhận rủi ro, đằng nào thì mua men hoặc là đằng nào cũng vứt đi rồi thì các bạn có thể thử bằng cách này để may hơn khôn, cuộc sống nhiều lúc may mắn vẫn hơn khôn. Nhưng trước khi làm, khuyến cáo các bạn là đặt ngay sẵn một cái cỗ quan tài cho men, hoặc là các bạn phải vứt ngay được khoảng năm tối thiểu nhé, quen thân lắm cũng phải 500.000, nói thừa với các bạn, có mà thân đến là bố con cũng phải 500.000, là cái gọi là rẻ rách. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể sửa, nhưng trước khi sửa các bạn vứt tờ 500.000 vào như thế này và chúng ta bắt đầu sửa. Đây là một bí mật của Trung Quốc và cũng là bí mật của thợ làm men trong quá trình người ta sửa chữa, muốn make up đồ và làm các thứ khác. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Later. Không làm theo mà bất kể thì nó có tỷ lệ rủi ro. Đó, ngừng đi. Các bạn nhớ nhé, cái này ở miền Bắc mùa này không phải là mùa làm những việc như này. Nếu cái này ở miền Nam thì đây đúng là một mùa đẹp trời, thì đây là thế bí dí tốt, có thể là đã cứu sống rất nhiều men và cho những cái men mà còn là chó ăn đá, gà ăn sỏi vứt đi nhìn bẩn ngoe có thể rất đẹp nhưng mà vẫn có tỷ lệ rủi ro. Vì vậy mình khuyến cáo các bạn là không làm theo. Các bạn nhớ che cái sắc tét này vào. Nhưng xe mốt thì các bạn nhớ vứt ra nhé, không trong quá trình các bạn đấy là nó sẽ rất nguy hiểm đấy, nó có thể ngủ mên luôn. Vì trong cái pin xe mốt nó có điện áp là 3,3V, 3V nó chính xác là 3V. Khi các bạn đấy nhớ là vứt thêm tờ tiền vào đấy nhé. Nếu không được thì ta mang tiền đi mua men khác, còn nếu được thì là may hơn khôn, đỡ mất mấy trăm nghìn, đằng nào cũng là một canh bạc. Mặc dù là cờ bạc bị nhà nước nghiêm cấm nhưng cái này không vi phạm pháp luật. Đó, ok rồi này. Các bạn phải xả cho nó hết sạch xà phòng ra, rồi cứ để từ 500.000 đấy coi như quên đi. Sau một ngày phơi nóng, nếu nóng của miền Trung thì các bạn cứ phơi khoảng từ 9 giờ đến khoảng 5 giờ chiều là ok. Ăn chắc mặc bền mà, thường thì còn 2 tiếng thôi nhưng mà chúng ta ăn chắc mặc bền. Đó, các bạn phải lấy cái chổi, các bạn sau khi các bạn xả nước, các bạn lấy cái chổi các bạn ấy thật nhiều để cho có bao nhiêu cái bọt xà phòng đây nó bay hết đi. Vì những cái men bẩn, những cái chất bẩn trên men và cái độ ẩm đó chính là những cái con linh kiện dẫn điện áp, cho nên tình trạng là lúc chạy lúc không và chập chờn của những cái men. Và bây giờ mình lấy luôn men sống mình ví dụ cho các bạn, không biết nào vì không còn men chết trong nhà nữa, đành phải chơi trò là sẵn sàng hy sinh vì các bạn, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Nếu nó chết, tí nữa nó chết thì các bạn thông cảm nhé. Rồi ok, chúng ta ra phơi. Bây giờ chúng ta cứ để ngoài này phơi thôi, 7-7-49 ngày nhé, không còn nắng như này là 7-7-49 ngày. Nó đùa các bạn thôi, nếu trời nắng rát mà nắng rát tay các bạn thì để khoảng 2 tiếng. Còn trời âm u thì các bạn cố đợi ngày nắng các bạn rửa, chứ đừng rửa những ngày âm u như mình. Ok, cảm ơn các bạn, chúng ta sẽ chờ đợi. The next day. Ok các bạn, cái men của chúng ta sau khi đã sấy đi nhé, thì các bạn để ý này. Một là các bạn không có những thiết bị chuyên dụng để sấy thì các bạn nhớ là kiếm một ngày nào thật nóng các bạn phơi ra. 7-7-49 ngày đủ nắng là ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử nha. Các bạn nhìn này, men nó đã sáng hơn chút này. Bài toán nó sẽ chứng minh là các bạn có thể cho cái men vào nước và ngâm xà phòng được hay không. Và mình cũng khuyên cáo là cái gì nó có rủi ro của nó cả, vì vậy là mình có thể làm được nhưng chưa chắc các bạn làm thành công. Vì vậy là các bạn cần để ý quá trình. Đây các bạn nên nhìn lên đây. Đây các bạn có thể xem một đoạn đầu video với đoạn cuối video. Đây là một cái men không khác gì này. Các bạn nhìn cái tem nó đã đổi màu đi sau khi ngâm nước này. Có nghĩa là mình không lừa dối các bạn, hoàn toàn 100% là sự thật nhé. Ok, cảm ơn các bạn.